Chú Khang nào đất dưới lâm hang, chúng vô chúng ra ăn cái thức ăn mà người ta thả bắp cho vịt mà vô ra vậy. Cái lỗ nó hang của nó là nơi đấy này, rồi nó đi đi sâu xuống dưới đất ấy. Vô tay nó không, cái loài này hình như là nó không ăn gì tự nhiên liền mà nó tự cái tay ra một cái để nó tay vô để tích lũy cho mùa đông. Khi không có thức ăn